Chào mừng các bậc phụ huynh và em nhỏ đến với kênh Việt Nam Book. Hôm nay, Việt Nam Book muốn gửi đến câu chuyện sự tích thánh giống. Mong rằng các bậc phụ huynh và các con sẽ có khoảng thời gian thật vui vẻ thưởng thức câu chuyện này. Vào thời Hùng Vương có một người đàn bà đã nhiều tuổi nhưng sống một thân một mình. Một hôm sáng dậy bà đi thăm nương, bỗng nhìn thấy một vết chân dẫm nát cả mấy luống cà. Bà kinh ngạc kêu lên, ôi, bàn chân ai mà to thế này? Bỗng bà cảm thấy rùng mình khi đưa bàn chân ướm thử vào dấu chân lạ. Từ đó bà có mang. Đủ ngày tháng, bà sinh được một đứa con trai bụ bẩm đặt tên là Giống. Nhưng thằng bé lên 3 tuổi rồi mà vẫn nằm ngửa đòi ăn, không biết ngồi biết lẫy, cũng không biết nói biết cười gì cả. Ngày ấy có Giặc Ân kéo vào cướp nước ta. Giặc Ân rất hung hăng tàn ác, cầm đầu là một viên tướng tên gọi Ân Vương, hình dung cổ quái dữ tợn. Chúng nó đi đến đâu là đốt phá nhà cửa, giết người cướp của đến đấy. Quân đội Hùng Vương nhiều phen xuất trận, nhưng đánh không nổi. Vua Hùng lấy làm lo lắng vội phái sứ giả đi khắp nơi trong nước tìm bậc tướng tài để giúp vua cứu nước. Một hôm sứ giả đi đến làng chú bé Giống. Nghe tiếng loa rao nói đến việc nhà vua cầu người tài, bà mẹ Giống đang ru con, liền bảo đùa con rằng: Con ơi, con của mẹ chậm đi chậm nói làm vậy, thì biết bao giờ mới đi đánh giặc giúp vua được đây. Không ngờ Giống nhìn mẹ mở miệng bật lên thành tiếng: Mẹ cho gọi sứ giả vào đây cho con. Nói xong lại im bặt. Bà mẹ vừa mừng vừa sợ, vội đi kể chuyện với xóm giềng. Mọi người đổ tới, ai nấy cho là một sự lạ. Sau cùng một người nói: Ta cứ đi mời sứ giả đến xem thử nó muốn cái gì. Khi sứ giả của nhà vua bước vào nhà nhìn thấy chú bé Giống liền hỏi rằng: Mày là đứa trẻ lên 3 mới học nói, mày định mời ta đến để làm gì? Giống trả lời rất chững chạc: Về bảo với vua rèn cho ta một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt, một giáp sắt và một nón sắt, ta sẽ đánh đuổi giặc dữ cho. Ai nấy đứng nghe khôn xiết lạ lùng. Cho là thần nhân xuất hiện, sứ giả lập tức phi ngựa về tâu vua. Nghe nói, Hùng Vương mừng rỡ liền ra lệnh cho thợ rèn góp tất cả sắt lại rèn ngựa, gươm, áo giáp và nón như lời xin của chú bé. Mọi thứ rèn xong nặng không thể tưởng tượng nổi. Hàng chục người mó vào thanh gươm mà không nhúc nhích. Vua Hùng phải cho hàng ngàn quân sĩ tìm mọi cách chở đến cho chú bé Giống. Khi được tin quân sĩ khi ngựa sắt sắp đến làng, mẹ Giống sợ hãi chạy về bảo con: Con ơi, việc nhà vua đâu phải là chuyện chơi. Hiện quân sĩ đang kéo đến ầm ầm ngoài bãi, biết làm thế nào bây giờ? Nghe nói thế, Giống vụt ngồi dậy, nói: Việc đánh giặc thì mẹ đừng lo, nhưng mẹ phải cho con ăn thật nhiều mới được. Mẹ vội thổi cơm cho con ăn, nhưng nấu lên được nồi nào Giống muốn hết ngay nồi ấy. Mỗi lần ăn một nồi cơm thì Giống lại lớn thêm một ít và đòi ăn thêm. Mẹ càng cho con ăn thì con lại càng lớn như thổi, bỗng chốc đã thành một chàng thanh niên khỏe mạnh. Hết gạo, bà mẹ đi kêu gọi xóm làng. Mọi người nô nức đem gạo khoai, trâu rượu, hoa quả, bánh trái đến đầy một sân. Nhưng đưa đến bao nhiêu, Giống ăn vợi hết bấy nhiêu, mà vẫn đòi ăn không nghỉ. Sau đó, Giống lại bảo tiếp: Mẹ kiếm vải cho con mặc. Người ta lại đua nhau mang vải lụa tới may áo quần cho Giống mặc. Nhưng thân thể Giống lớn vượt một cách kỳ lạ, áo quần vừa may xong đã thấy chật, thấy ngắn, lại phải mang vải lụa tới để chắp nối thêm. Không mấy chốc đầu Giống đã chạm nóc nhà. Ai nấy chưa hết kinh ngạc thì vừa lúc quân sĩ đã hì hục khiêng được ngựa, gươm, áo giáp và nón sắt tới. Giống bước ra khỏi nhà vương vai một cái, người bỗng cao to sừng sững, chân dài hơn trượng, hét lên một tiếng như tiếng sấm: Ta là tướng nhà trời. Thế rồi Giống mặc giáp sắt, đội nón sắt, tay cầm gươm múa quanh mấy vòng. Đoạn từ biệt mẹ và dân làng, nhảy lên lưng ngựa. Ngựa sắt bỗng chồm lên, phun thẳng ra đàn trước một luồng lửa đỏ rực. Giống thúc chân, ngựa phi như bay, sải từng bước dài hàng chục con sào, rung chuyển cả trời đất. Chỉ trong chớp mắt, ngựa đã xông đến đồn trại giặc bấy giờ đang đóng la liệt cả mấy khu rừng. Lưỡi gươm của Giống vung lên loang loáng như chớp giật. Quân giặc xông ra chừng nào chết chừng ấy. Ngựa thét ra lửa thiêu cháy từng dãy đồn trại, lửa thiêu luôn cả mấy khu rừng. Khói bụi mịt mù, tiếng la hét kêu khóc như ri. Nhưng tướng giặc Ân Vương vẫn cố gào thét hô quân sát tới, Giống càng đánh càng khỏe, hay giặc nằm ngổn ngang đầy rừng. Bỗng chốc gươm gãy. Không bối rối, Giống thuận tay nhổ những bụi tre hai bên đường cuột tới tấp vào các toán giặc đang cố gắng trụ lại theo lệnh chủ tướng. Chẳng mấy chốc quân giặc đã tẩu tán khắp nơi, Ân Vương bị cuột chết tan xác. Bọn tàn binh giặc lạy lục xin hàng. Quân đội của Hùng Vương cũng như dân các làng chỉ còn việc xông ra trói nghiến chúng lại. Không đầy một buổi, Giống đã trừ xong nạn nước. Lúc bấy giờ ngựa Giống đã tiến đến chân núi Sóc Sơn. Đến đây, Giống bèn cởi giáp bỏ nón lại, rồi cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trời. Sau khi thắng trận, để nhớ ơn người anh hùng, vua Hùng sai lập đền thờ Giống ở làng quê, phong làm Phù Đổng Thiên Vương. Cảm ơn các bậc phụ huynh và em nhỏ đã lắng nghe.
Hãy nhấn đăng ký kênh và tiếp tục theo dõi các câu chuyện tiếp theo của Việt Nam Book nhé!